Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn là ba cái mẫu điều khiển 2000W là nhỏ, 2000W này to và 1500W. Cho các bạn hiểu thêm về cách mua điều khiển. Đấy, thì một số các bạn vẫn bị nhầm lẫn công suất. Cứ công suất to thì các bạn khái niệm công suất to là khỏe thì cái đấy là hoàn toàn sai lầm. Thì đây, ví dụ mình sẽ giới thiệu cho các bạn con này cũng 2000 và con này 2000, các bạn thấy nó khác nhau một trời một vực không? Đấy. Đấy. Thì nhiều bạn mua động cơ của mình mua 1500 thì mình cứ thích mua con điều khiển 2000 mà bảo mua cho khỏe. Thực tế là vì các bạn hay bị mua phải những cái dòng điều khiển này cho nên các bạn hay nhanh hỏng. Vì vậy là các bạn cứ muốn mua cái to cho nó bền hơn. Thực ra đối với cái động cơ to thì kể cả động cơ 1000, nhưng nếu mà nó ăn dòng lớn, dòng của động cơ nó lớn thì các bạn lắp cái điều khiển 2000 này vào nó cũng không chịu được. Mà động cơ 1500 mà điều khiển to như thế này, 1500 nó vẫn chịu bình thường. Đấy, cho nên là cho các bạn một số cái để các bạn hiểu kỹ hơn về điều khiển. Đấy, thì thường thường nó đánh giá cái độ khỏe bằng chính bằng cái số lượng sò trong cái điều khiển. Ví dụ như con 2000W này. Đây. Nó ghi là 36 sò này. Đấy, 36 sò. Tức là 36 cái con công suất con điều khiển 1500 này. Còn nó là 30 sò. Còn những cái dòng 2000 như thế này thì nó không có mấy khi nó để số lượng sò ở trong này. Nhưng các bạn nhìn cái kích thước nó như này thì thường thường như bên mình đánh giá nó chỉ được 18 thôi. 18 sò thôi, chứ nó không được, kể cả là 24 nó cũng không được 24 đâu. Con này nó chỉ được 18 sò thôi. 18 sò thì nó cũng bình thường thôi, chỉ chạy những cái động cơ 2 bánh thôi. Còn nếu các bạn nó chạy động cơ 3 bánh thì thực sự là nó không đáp ứng được. Đấy. Mình giới thiệu cho các bạn đây cái động cơ 1500W này. Đây. Con này là con 1500W. Như cái con 1500W này thì cái dây điện rất là lớn này các bạn này. Đấy. Dây rất là to. Thì ví dụ như cái con điều khiển 2000 này. Các bạn nhìn này, dây rất là nhỏ, nhỏ hơn hẳn này. Đấy. Dây nó nhỏ hơn, thường thường là anh cái dòng cấp thì anh phải lớn hơn cái dòng cung. Đấy. Cái động cơ dây to mà cái anh cấp điện vào này nhỏ hơn thì tất nhiên là nguyên mình chỉ cần đánh giá về phần dây điện là đã không đáp ứng rồi, chưa tính đến dòng. Ví dụ như đây con điều khiển 1500 đây, các bạn nhìn nhé. To hơn hẳn chưa? Đấy, dây điều khiển rất là to. Dây động cơ nhỏ. Thì các bạn mua động cơ 1500, các bạn dùng con điều khiển này là đã quá dư rồi. Mình nói luôn là quá dư nhé, vì là điều khiển nó rất là mạnh. Còn cái chuyện mà nó bị cháy thì kể cả các bạn có lắp điều khiển đến 5000W, nếu như quá tải thì nó vẫn cứ cháy, bởi vì là vốn dĩ điều khiển nó chỉ có một giới hạn nhất định thôi, không thể chống được đoạn mạch. Đấy, khi ở cái dạng quá tải là gần như dạng chập mạch rồi, có nghĩa là động cơ không quay được thì nó là dạng đoạn mạch đấy. Các bạn về phần điện tử cơ bản thì nó là như vậy, khi động cơ không quay được thì nó gần như dạng đoạn mạch, thì tất cả những cái dòng điều khiển nó sẽ không chịu được cháy. Chứ các bạn còn điều khiển khỏe thì nó sẽ làm cho cái động cơ này nó khỏe lên này và nó bền hơn. Đấy, thì mình giải thích như sơ sơ như vậy để cho các bạn có một cái nhìn khái quát về các cái dòng điều khiển. Đây, ví dụ kích thước chiều dài của con 2000W này nó là 28cm này. Cái loại nhỏ này nó có 21cm thôi. Chiều ngang của cái điều khiển này nó là 14cm này, của cái loại nhỏ này. Loại nhỏ nó chỉ được 8,5cm thôi. Còn đối với cái loại to này, nhìn dưới này nó cũng rộng 14 này, dài 25cm. Đấy, chiều cao của nó cao hơn hẳn này, 7cm này. Thằng này chỉ có 4,5cm thôi. Đấy, thì không phải loại nhỏ là loại đều, mà cũng không phải loại to là loại tốt. Quan trọng ở đây là mình phải sử dụng cho nó đúng mục đích. Ví dụ như cái điều khiển này mà lại lắp lên cái động cơ này thì cái điều khiển không đáp ứng. Nhưng nếu một cái động cơ 2000 mà ăn dòng nhỏ mà các bạn lại lắp cái điều khiển to quá thì cái động cơ nó lại nóng. Nóng động cơ, tất nhiên điều khiển thì bền, nhưng động cơ nó phát sinh nhiệt lớn. Đấy, và nó tiêu hao năng lượng lớn. Vì vậy thì các bạn thường thường phải chọn điều khiển cho nó đúng với này cái động cơ. Đấy.
nó mới phát huy được. Ở đây là khách hàng của mình cũng đang mua một con 1.500 này, một con 2.000 này. Đấy, thì về đấy thì tiện thể video thì mình đánh giá sơ bộ cho các bạn có một cái nhìn khái quát chung về các cái dòng điều khiển xe điện, dòng động cơ 3 pha. Các bạn thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh, ấn like và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Thường thường thì những cái điều khiển bên khách hàng mua thì bên em sẽ hướng dẫn hết cho các bạn đấu. Vì vậy các bạn cứ yên tâm mà mua hàng thôi. Và hàng thì đều được test trước khi gửi để tránh cái trường hợp hỏng hóc phát sinh, có thể là do khách hàng đấu ngược, đấu lộn cháy nên rất là khó trong cái vấn đề chất lượng. Thì mình luôn luôn test hàng trước khi gửi và hàng của nó thường là rất là chuẩn, chưa bao giờ mà mua về đã bị hỏng ngay cả, vì nó cũng có test trước khi gửi cho mình rồi. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.